Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu tiếp cái phần hướng dẫn sử dụng phần mềm MetaTrader 4. Thì bữa trước thì chúng ta đã tìm hiểu được cái video trước là cái cách chúng ta hiển thị cái giá ở trên cái bảng MarketWatch, hiển thị Navigator và hiển thị trong cái phần view này các cái toolbar. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp tục các cái chức năng còn lại. Bây giờ tôi sẽ hiển thị lại cái giao diện đơn giản để chúng ta thực hiện thao tác dễ thấy. Chúng ta chọn vô template, chúng ta chọn candlestick, thì lúc này giao diện này màu trắng, nó đơn giản, chúng ta dễ theo dõi. Bây giờ một cái tính năng kế tiếp là chúng ta có tính năng gọi là new order. New order ở đây gọi là đặt lệnh, thì chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta đặt lệnh, hoặc là chúng ta bấm F9 trên bàn phím, ví dụ bấm F9 này cũng đặt lệnh. Thì chúng ta thực hiện việc click vào đây đi cho nó dễ thấy. Chúng ta click vào đây thực hiện new order. New order thì ở trên đây nó sẽ có hai cái loại lệnh. Thứ nhất là instant execution, tức là cái lệnh có thể gọi là lệnh trực tiếp đó. Thí dụ như bây giờ chúng ta, nếu tôi dự đoán là giá vàng nó xuống, thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh sell ngay cái giá là 12.448.05. Nếu chúng ta muốn buy thì chúng ta thực hiện cái lệnh buy ở đây 12.48.35. Thực muốn buy là hiện ở đây, sell thực hiện ở đây ngay lập tức. Instant execution nó là như vậy, tức là mua bán trực tiếp ngay lập tức. Của cái loại lệnh kế tiếp nó là lệnh pending, tức là lệnh chờ pending order này. Trong loại pending này nó có bốn loại lệnh con, đó là lệnh buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Thì bây giờ với cái tính năng của bốn loại lệnh này thì ý nghĩa như thế nào, thì tôi sẽ giải thích từng loại cho các bạn hiểu. Thứ nhất là chúng ta cái lệnh buy limit buy limit ở đây, bây giờ để dễ hiểu chúng ta thấy đây. Giá hiện giờ nó là giá là 12.48.05. Như vậy thì nếu mà chúng ta muốn mua ở một cái giá mà thấp hơn 12.48.05, tức là chờ mua ở một giá thấp hơn, thì chúng ta sẽ dùng là lệnh buy limit, tức là một lệnh chờ mua. Có nghĩa là nếu mà giá nó xuống thấp hơn 12.48 thì chúng ta sẽ mua được. Đó, thì là một lệnh buy dưới cái hiện giá thì là buy limit. Còn nếu chúng ta thực hiện một cái lệnh buy mà cao hơn hiện giá, giá hiện giờ là nãy là 12.48.05, thì bây giờ nếu chúng ta muốn mua một cái giá cao hơn 12.48.05, ví dụ chúng ta mua 1.49.50 hoặc là 1.251, 1.252 chẳng hạn, vân vân, thì chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh gọi là lệnh chờ mua ở giá gọi là lệnh buy stop. Ngược lại lệnh buy tức là lệnh sell, giá hiện giờ là 12.48.05, bây giờ nếu chúng ta muốn bán được một cái giá cao hơn cái giá 12.48.05 thì chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh là sell limit. Và nếu chúng ta muốn bán một cái giá mà thấp hơn 12.48.05 thì chúng ta dùng cái lệnh là sell stop. Để dễ hiểu và dễ nhớ thì chúng ta hiểu như sau. Thứ nhất, hiện giá bây giờ là 12.48.05. Như vậy thì nếu chúng ta muốn mua chờ mua một cái giá mà thấp hơn hiện giá là 12.48.05 thì chúng ta dùng cái lệnh buy limit. Nếu chúng ta chờ mua với cái giá cao hơn hiện giá này thì chúng ta thực hiện cái lệnh gọi là buy stop. Còn nếu chúng ta muốn thực hiện một cái lệnh sell mà sell cao hơn hiện giá thì có nghĩa là chúng ta phải dùng lệnh sell limit. Và nếu chúng ta bán ở một cái dòng giá thấp hơn cái hiện giá thì gọi là sell stop. Đó. Thì cái này, thuật ngữ này nói là anh chị có thể là hơi khó hiểu, nhưng mà trong thời gian chúng ta thực hiện thử cái tập giao dịch cái demo này thì chúng ta sẽ hiểu được cái nghĩa thôi. Bây giờ tôi quay trở lại là cái lệnh execution. Như vậy thì bây giờ, sử như bây giờ chúng ta muốn thực hiện một lệnh bán thì chúng ta thấy rằng là volume đây là khối lượng, có nghĩa đây là một số 1, đây là một lot, tức là một đơn vị khối lượng. Một này là một cái hợp đồng trị giá là 100.000 đô chẳng hạn, nếu đối với vàng. Thì nếu chúng ta thực hiện một cái lệnh sell, tức là chúng ta sell như một lot hay gọi là một lô hay là một đơn vị giao dịch chẳng hạn, thì chúng ta thực hiện lệnh sell đây. Thì như vậy thì một cái lệnh sell này đã được thực hiện. Thì bây giờ chúng ta mới hiểu được các cái tính năng ở đây, các cái ý nghĩa của cái trong cái dòng dưới đây, cái ba lăng ở đây có nghĩa là gọi đây là số dư ban đầu. EQT ở đây là gọi là số dư thực tế. Cái margin ở đây có thể gọi là margin, này gọi là cái số tiền đặt cọc. Thí dụ như chúng ta mua nhà, mà chúng ta mua một căn nhà trị giá 1 tỷ, chúng ta đặt cọc cho khách hàng là 100 triệu chẳng hạn, thì cái margin ở đây có thể gọi là một cái số tiền đặt cọc.
cái free margin ở đây, free margin ở đây được gọi là cái số dư khả dụng. Có nghĩa là thí dụ như ví dụ như bây giờ chúng ta mua một căn nhà đi, ví dụ như chúng ta mua căn nhà mà cái chủ nhà đưa cho chúng ta cần đặt cọc là 10% thôi, tức là chủ nhà đưa một căn nhà trị giá 1 tỷ, nhà chủ nhà yêu cầu chúng ta là đặt cọc 100 triệu thôi, tức 10% thôi, nhưng mà chúng ta mang theo tới ví dụ như 200 chẳng hạn, thì có thể gọi là như vậy, thì cái số tiền đặt cọc là 100, còn cái số dư còn lại là free margin, thì có thể gọi là 100 là số dư khả dụng chẳng hạn. Thì cái này ở trong quá trình giao dịch lệnh thì tôi sẽ nói rõ cụ thể hơn, đây chỉ là mượn một cái ví dụ nó hơi tạm thôi chứ không chính xác lắm. Đó. Thì tôi thực hiện đặt một cái lệnh sell, nhưng còn ở đằng ở đây có nghĩa là stop loss, tức là dừng lỗ, TP ở đây có nghĩa là chốt lời, có nghĩa là khi chúng ta thực hiện một cái lệnh sell xuống thì chúng ta kỳ vọng là giá nó sẽ xuống sâu hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ đưa ra một cái mức là nếu trong trường hợp giá nó tăng ngược lên so với dự kiến chúng ta thì chúng ta sẽ dừng lỗ, thì lúc này cái mức dừng lỗ này là gọi là stop loss. Còn nếu chúng ta thực hiện lệnh bán ra mà giá nó giảm sâu thì cái giá trị đó thì gọi là cái TP, tức là chốt lời đó. Khi chúng ta thực hiện lệnh sell thì lệnh nó sẽ tồn tại ở đây, tồn tại ở đây rồi. Và bây giờ chúng ta muốn đóng một cái lệnh này thì chúng ta chỉ cần làm việc là double click vô cái lệnh này, cái dòng lệnh này, double click hai cái, và sau đó nó hiện ra cái bảng này gọi là close nè, chúng ta đóng close, có nghĩa là lệnh này chúng ta được đóng, có nghĩa là chúng ta thoát khỏi trạng thái bán. Ví dụ như chúng ta, tôi quay trở lại, ví dụ trở lại là nếu khi chúng ta thực hiện một lệnh bán thì chúng ta thực hiện lệnh sell, và ngược lại nếu chúng ta dự đoán giá lên chúng ta thực hiện lệnh mua, thì cái lệnh mua ở đây nó sẽ tồn tại lệnh trong đây. Và bây giờ chúng ta muốn đóng lệnh này thì chúng ta cần double click hai cái thì nó sẽ đóng cái trạng thái mua này lại đó, mua lại. Còn ở đây là dừng lỗ và chốt lời. Thí dụ như chúng ta mua lên mà nếu giá nó lên thì chắc là chúng đúng xu hướng thì chúng ta sẽ lời, là chúng ta sẽ lời. Còn nếu nó ngược xu hướng thì chúng ta sẽ dừng lỗ. Thí dụ như chúng ta mua lên, chúng ta dự định, tôi thấy là giá giờ 1247.813, chúng ta nghĩ rằng là giá nó sẽ lên 1260 chẳng hạn, thì chúng ta đánh trong thời gian profit lên rồi 1260 chẳng hạn. Đó. Rồi nếu mà giá nó đi ngược xuống, thí dụ như là 1244 dừng lỗ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lại đánh vào số dừng lỗ stop loss lên là 1240 bây giờ 45 chẳng hạn. Đó. Có nghĩa là khi chúng ta mua là gì, chúng ta kỳ vọng giá lên, mà nếu giá nó đi ngược lại, tức là nó giảm xuống, thì coi như chúng ta dừng lỗ, chúng ta đóng cái lệnh này, đây là thử nghiệm. Đó. Thì cái này là trong cái quá trình sau khi anh chị tham gia khóa học của chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn, và như vậy thì anh chị sẽ hiểu, thời gian sẽ hiểu rất là rõ các cái tính năng của các loại lệnh, cách sử dụng của phần mềm MetaTrader 4 này. Qua một cái tính năng kế tiếp đó là bây giờ ở đây chúng ta thấy ở đây nó hình cái chữ giống như là cái đồ thị, hình trục tung hoặc trục hình, và ở đây nó có một cái thanh ba ở đây. Nếu chúng ta muốn xem cái biểu đồ ở dạng bar chart, tức là cái đồ kiểu phân tích kỹ thuật của trường phái châu Âu, mà chúng ta chọn một bar chart ở đây thì nó sẽ hiển thị cái biểu đồ giống như cây gậy. Rồi nếu chúng ta muốn xuất hiện biểu đồ của nến của Nhật thì chúng ta click vào đây gọi là candlestick, ở đây nó theo biểu điện cái stick, tức là khi nến tăng nó hình thành giống như từng cây nến một. Còn nếu chúng ta muốn xem ở dạng biểu đồ line, chúng ta chỉ cần chọn ở đây line chart ở đây đó, thì lúc này nó thành một đường kết nối liền với nhau, từ những giá đóng cửa với nhau nối liền với nhau thành một đường gọi là đường giá ở dạng line. Ở đây có dấu cộng, như vậy chúng ta muốn cái đồ thị này, giờ tôi quay về cái biểu đồ candlestick thấy rõ ha, candlestick đây. Nếu chúng ta muốn nó phóng lớn cái đồ thị lên thì chúng ta cho bấm dấu cộng. Đó, chúng ta muốn thu nhỏ chúng ta bấm dấu trừ. Chúng ta muốn là cái đồ thị này nó ở tận cùng của một cái hiển thị giá này, chúng ta bấm đây đó. Chúng ta bấm đây thì nó sẽ lùi lại cuối cùng đó, như vậy thôi. Còn có tính năng trong đây là indicator list, ở đây nãy chúng tôi đã giới thiệu rồi, đây trong đây cũng đã giới thiệu rồi, thì anh chị có thể dựa vào các cái kiến thức này chúng ta có thể thực hiện thao tác cái phần mềm MT4 một cách tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp ở cái video sau.